Ok, cách học tiếng Anh 99,9% hiệu quả. Thì cái phương pháp đó nó sẽ được chia làm hai cái phần. Phần thứ nhất đó là phần nạp và phần thứ hai đó là phần xài. Phần thứ nhất nạp tức là nạp kiến thức vô đó, còn phần thứ hai xài tức là áp dụng kiến thức để mà xài trong thực tế. Nó giống như cái việc mình sử dụng cái điện thoại vậy đó. Đầu tiên mình sẽ nạp đầy pin, rồi sau đó mình sẽ xài cái điện thoại. Đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ đi sâu vô trong cái phần đầu tiên, nạp kiến thức. Thì cái phương pháp để mà nạp kiến thức tiếng Anh, hay nói cách khác đó là tiếp thu tiếng Anh đó, thì tôi đã có chia sẻ cho các bạn rất nhiều rồi. Các bạn chỉ cần tập trung vô hai cái việc chính. Cái việc thứ nhất đó là đọc hiểu tiếng Anh, và cái việc thứ hai đó là nghe hiểu tiếng Anh. Chỉ có thế thôi. Tôi đã chia sẻ đi chia sẻ lại tới mức mỏi cả mồm rồi. Bây giờ một lần nữa tôi sẽ nhắc lại. Cái việc đọc hiểu tiếng Anh á, thì tôi có chia sẻ ở trên hai cái video rồi. Cái video thứ nhất đó là video cách luyện dịch đọc hiểu tiếng Anh từ con số 0. Và cái video thứ hai đó là cách đọc hiểu giúp giỏi tiếng Anh. Thì hai cái video này tôi chia sẻ khá là kỹ càng về cái việc đọc hiểu làm sao, kỹ thuật như thế nào. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn sẽ tóm tắt sơ lại một chút về cái nội dung chính, cái phương pháp chính của hai cái video này. Nó đơn giản lắm. Tức là đầu tiên bạn sẽ đi kiếm một cái tài liệu tiếng Anh song ngữ Anh Việt. Rồi sau đó việc của bạn đó là tập trung tự tra hiểu cái phần tiếng Anh cái đã. Rồi sau khi mà cố gắng tra hiểu rồi đó, dù hiểu được hay không hiểu được, thì tiếp tục các bạn sẽ đối chiếu với cái phần tiếng Việt xem coi mình tra hiểu có đúng hay không, và nếu sai thì sai ở cái chỗ nào. Rồi từ đó có thể rút ra được những cái quy tắc, những cái kiến thức tiếng Anh hữu ích một cách tự nhiên. Và đó chính là cái tổng thể của cái phương pháp đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả đó. Nếu bạn chưa xem thì bạn có thể xem lại hai cái video đó tại cái đường link blog.60sfire.com/suite tổng hợp TA, tức là tổng hợp tiếng Anh đó. Ở đó những cái video cần thiết tôi đã tổng hợp lại một cách gọn gàng ở đó rồi. Tiện tôi nói luôn cái điều này, đó là tôi thấy có một số người cái kiến thức về công nghệ của họ quá yếu, thành ra họ thậm chí không biết truy cập vô cái đường link tôi nói như thế nào. Thì bây giờ tôi nói đơn giản như thế này. Bây giờ nếu bạn không biết truy cập vô cái đường link này như thế nào, bạn chỉ cần xuống cái phần mô tả của cái video này, hoặc là xuống ngay cái phần bình luận của video này, có cái đường link này ở ngay dưới đó rồi, bấm vô đó một cái là tới được bài viết đó ha. Ok, tiếp tục tôi nói tiếp. Ở cái khâu tra từ vựng này nè, đôi khi xem và làm theo hai cái video mà tôi chia sẻ cho các bạn đó, nó có một chút gì đó lâu và rườm rà. Thành ra bạn có thể xem thêm cái video cách ứng dụng công nghệ vô việc học tiếng Anh phần 1 để được học thêm những cái kỹ thuật công nghệ giúp cho cái việc tra cứu của các bạn nó thuận tiện và nó tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên là vẫn còn phần 2 và thậm chí có cả phần 3, phần 4 nữa không chừng. Bởi vì tôi còn khá là nhiều cái kỹ thuật công nghệ muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, nói về cái phần nghe hiểu tiếng Anh á, thì tôi cũng có làm hai cái video rồi. Cái video thứ nhất đó là cách luyện nghe hiểu tiếng Anh từ con số 0. Thì tôi đã chia sẻ trong cái video này những cái phương pháp, những cái yếu tố để mà có thể nghe hiểu được tiếng Anh một cách hiệu quả. Còn cái video thứ hai đó là hành trình luyện nghe hiểu tiếng Anh của tôi. Thì trong video này tôi cũng có chia sẻ cái câu chuyện tôi đã luyện nghe hiểu như thế nào để các bạn xem và các bạn tham khảo thêm. Và nếu các bạn chưa xem, các bạn có thể truy cập vô cái đường link blog.60sfire.com/suite tổng hợp TA. Nó cũng chính là cái đường link lúc nãy đó. Rồi bây giờ tôi cũng sẽ tóm tắt sơ lại hai cái video đó. Nói về cái việc nghe thì cái bí quyết chả có gì gọi là cao siêu cả, chỉ đơn giản đó là nghe nhiều thôi. Cứ nghe nhiều là từ từ cái tai nó quen và nó sẽ bắt đầu nghe được và hiểu được. Còn những cái yếu tố, những cái mẹo để mà nghe nó hiệu quả hơn chẳng qua chỉ đơn giản. Thứ nhất đó là nghe một thứ gì đó, nghe đi nghe lại. Ví dụ có một cái audio tiếng Anh thì hãy nghe đi nghe lại cho tới khi nghe quen và nghe ra hết từ luôn. Đó, đó là cái bí quyết. Và cái mẹo thứ hai đó chẳng qua chỉ đơn giản, đó là nghe những thứ thực tế. Ví dụ nghe những cái chương trình nói chuyện của người bản ngữ, chẳng hạn như là ở trên trang web TED.com nè, hoặc nghe luôn những cái video chia sẻ kiến thức của người bản ngữ luôn. Ví dụ như những video ở trên cái kênh YouTube Top Think, Right Side, Brandy Jones, vân vân. Hoặc nếu mà liều thì có thể ra những cái phố Tây, kiếm Tây nói chuyện, nghe trực tiếp từ người bản ngữ luôn. Rồi, bây giờ nói về cái cách mà tôi thích dùng và thường dùng để luyện nghe thì nó cũng đơn giản lắm. Đầu tiên, tôi sẽ mở YouTube lên và tôi kiếm một cái video bằng tiếng Anh. Ví dụ như là một cái video ở trên kênh YouTube Top Thing chẳng hạn. Tiếp theo đó, tôi sẽ tra hết cái phụ đề của cái video đó và sau cùng là tôi sẽ nghe đi nghe lại cái video đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, coi như là tôi đã chia sẻ xong cho các bạn cái phần nạp kiến thức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần xài kiến thức. Xài kiến thức chẳng qua là cái việc ứng dụng những cái kiến thức đã nạp ở cái phần trước vô cái việc nói và viết thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Thì cái phương pháp để mà học nói, học viết cho nó hiệu quả thì nó cũng tương tự nhau thôi. Thành ra tôi sẽ chỉ chia sẻ cho các bạn một trong hai cái đó và các bạn sẽ tự suy ra cái còn lại. Cụ thể thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết ở cái phần nói, còn viết thì các bạn sẽ làm tương tự thôi. Rồi, cái phương pháp đó là như thế này. Để các bạn dễ hiểu, tôi sẽ chia nó ra làm hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là cái giai đoạn mà các bạn còn đang là kém, mới học đó, hay nói một cách ví von, đó là các bạn đang tập bò, tập đi ha. Thì ở cái giai đoạn đầu này, cái việc các bạn cần làm nó chỉ đơn giản, đó là các bạn nghe và sau đó các bạn nói nhái theo những gì các bạn nghe được. Chỉ như vậy thôi. Ví dụ bạn nghe được cái câu này: Have you ever thought to yourself, what are the habits that will actually make me a winner in my life? Đơn giản, bạn cho nó dừng lại, rồi sau đó bạn nói nhái theo. Chẳng hạn vậy: Have you ever thought to yourself, what are the habits that will actually make me a winner in my life? Nếu thấy khó, bạn cứ thoải mái vừa nhìn phụ đề vừa nói nhái theo cũng được, không sao hết. Chủ yếu là để giúp các bạn nhớ và các bạn quen mồm, cũng như là giúp cải thiện cái kỹ năng phát âm của các bạn mà thôi. Mà nhớ nha, nói nhái theo cái câu nào thì làm ơn cố gắng hiểu được cái câu đó. Tôi lấy ví dụ như thế này, cũng cái câu vừa rồi luôn. Trước khi nhái, làm ơn tra cái câu đó để hiểu giùm tôi, để mà khi các bạn nói nhái theo, các bạn sẽ vừa hiểu những cái gì mà mình đang nhái theo. Phải hiểu như vậy thì nó mới tốt cho cái phản xạ của các bạn sau này. Rồi, ok, vậy là coi như đã xong cái giai đoạn 1. Sang cái giai đoạn thứ hai thì nó giống như là các bạn đã bắt đầu có thể ghép được câu, hay nói ví von, là các bạn bắt đầu trưởng thành, có thể đi đứng một cách rành rỏi. Thì trước khi tôi chia sẻ cho các bạn cái việc các bạn cần làm ở trong cái giai đoạn này, thì tôi muốn các bạn phải hiểu cái điều này trước giùm tôi. Đó là ở cái khâu nạp kiến thức á, hai cái việc đọc hiểu và nghe hiểu, các bạn làm nhiều, các bạn làm trong một khoảng thời gian khá dài, thì nó sẽ dần dần giúp các bạn tự biết được những cái quy tắc tiếng Anh và tự ghép được những câu tiếng Anh. Từ nào ghép được với từ nào, cụm từ nào ghép được với cụm từ nào, và ghép ra sao, từ từ các bạn sẽ tự biết hết. Và bản thân tôi chính là cái bằng chứng xác thực cho cái nhận định này. Tôi cam đoan với các bạn, nếu các bạn làm hai cái việc này đủ lâu và đủ nhiều, tiếng Anh của các bạn kiểu gì cũng sẽ tiến bộ và giỏi lên. Không cần phải làm bài tập hay là ngậm ngùi nhồi nhét những cái quy tắc ngữ pháp hay là từ vựng gì hết. Bất kể bạn lớn tuổi hay là trẻ tuổi đều làm được hết ha. Và nếu các bạn cảm thấy bản thân tôi chưa đủ để làm chứng cho cái phương pháp này, thì bạn có thể ghé cái video tiếng Anh ắt giỏi nếu làm hai việc này mỗi ngày, và kéo xuống ngay cái bình luận trên cùng của cái video đó. Bạn sẽ thấy ngay một cái bình luận khá là dài kể về một cái câu chuyện chứng thực cho cái sự hiệu quả của cái phương pháp này. Thành ra khi các bạn làm hai cái việc này đủ lâu đủ nhiều, bạn sẽ bắt đầu tự biết cách ghép được những câu tiếng Anh. Và sau khi mà bạn đã bắt đầu biết cách ghép được những câu tiếng Anh rồi, thì bạn có thể bắt đầu áp dụng theo cái phương pháp luyện tập sau. Thì cái phương pháp luyện tập nó sẽ là như thế này. Bước số 1, bạn vẫn sẽ cần đọc hoặc nghe hiểu tiếng Anh như cái khâu nạp kiến thức. Và cái bước số 2 là bạn sẽ nói lại một cách có chỉnh sửa những gì bạn đọc được hoặc nghe được. Tôi lấy cái ví dụ như thế này. Giả sử ở cái bước 1 các bạn đọc hoặc các bạn nghe được cái câu đó là I can't stop overeating. Tạm hiểu là tôi không thể dừng cái việc ăn uống quá đà được. Thì sang cái bước 2, các bạn có thể nói lại và chỉnh sửa một chút thành cái câu riêng của các bạn. Thì thay vì cái câu cũ là I can't stop overeating, thì cái câu mới này các bạn có thể sửa lại một chút. Chẳng hạn như thế này, I can't stop thinking about it. Đó, bạn thấy tôi đã đổi cái từ overeating thành cái cụm từ thinking about it. Mà cái cụm từ thinking about it này tôi lấy ở đâu ra? Thì thực chất nó nằm ở cái việc các bạn nạp kiến thức ở ngay lúc đầu đó. Các bạn đọc hiểu và các bạn nghe hiểu đó. Để tôi giải thích luôn cho bạn tại vì sao nhờ cái khâu nạp kiến thức này các bạn có thể tự mình ghép được những câu tiếng Anh, chỉnh sửa được những câu tiếng Anh. Thì đơn giản như thế này, lấy luôn cái ví dụ chúng ta đang bàn luận, đó là I can't stop overeating. Thì tôi giả sử trước đó bạn đã vô tình đọc hoặc nghe được ba cái câu tiếng Anh như thế này. Câu đầu tiên đó là thinking about it can depress you. Câu thứ hai đó là overeating can depress you. Và câu cuối cùng đó là crying can depress you. Nhìn sơ sơ thôi là đã có thể thấy được ba cái cụm từ thinking about it và overeating và crying có thể thế được với nhau. Đơn giản bởi vì ba thằng này đều đi cùng với một cái vế sau, đó là can depress you. Đó, thành ra quay lại với cái câu ví dụ I can't stop overeating. Đã biết rồi, ba thằng đó có thể thế được với nhau. Thế là bạn chỉ cần thế qua thế lại thôi là bạn sẽ được những cái câu mới. Đây, I can't stop thinking about it. Tạm hiểu là tôi không thể dừng suy nghĩ về nó. Hợp nghĩa, ok. Còn I can't stop crying, tôi không thể dừng khóc, cũng hợp nghĩa, ok. Và thật ra các bạn cứ đọc và các bạn nghe nhiều đi, rồi từ từ các bạn sẽ tự biết được cái nào có thể thay được cái nào và có thể thay được như thế nào. Hoặc một cái ví dụ khác, tôi xóa cái này đi. Rồi, giả sử ở cái bước đầu tiên các bạn đọc hoặc nghe được cái câu như thế này, It takes time to learn how to swim. Tạm hiểu là sẽ khá tốn thời gian để học bơi. Thì sang cái bước 2 cũng tương tự thôi, các bạn thay đổi một chút nào đó mà các bạn muốn ha. Thì đây tôi có thể thay là It takes time to form a new habit. Tạm hiểu là sẽ khá tốn thời gian để tạo dựng một cái thói quen mới. Hoặc là It's not easy to learn how to swim. Tạm hiểu là thật không dễ để học được cách bơi. Ok, coi như là đã xong cái phương pháp để mà luyện nói rồi. Như tôi đã nói, cái phương pháp để mà luyện viết á, nó cũng y chang và tương tự như cái phương pháp này thôi. Thành ra tôi không tính nói về cái phần viết này. Nhưng mà thôi, để không bỏ rơi các bạn, tôi sẽ nói sơ một chút. Thì cái việc viết á, tôi cũng sẽ chia nó ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nó cũng tương tự như cái việc nói thôi. Thay vì các bạn nghe và các bạn nói nhái theo, thì bây giờ các bạn sẽ đọc, rồi sau đó các bạn nhớ, các bạn chép lại y chang như những gì các bạn đọc. Còn cái giai đoạn thứ hai, nó cũng y chóc như cái việc nói vậy thôi. Ban đầu các bạn sẽ đọc, rồi sau đó các bạn sẽ viết lại và có chỉnh sửa. Chỉ đơn giản thế thôi. Ok, nãy giờ là coi như tôi đã chia sẻ xong cho các bạn cái cách để mà tự luyện tập tiếng Anh, tạm gọi là theo cái kiểu cách chuẩn đó. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một vài cái cách mà tôi đã và thậm chí vẫn đang áp dụng để luyện tập tiếng Anh của tôi. Cái cách đầu tiên á, nó rất là phổ biến. Chỉ đơn giản là đôi khi tôi sẽ ngồi tôi nói nhảm bằng tiếng Anh. Và đối với cái cách này á, thì tôi đề xuất các bạn như thế này nè. Khi các bạn luyện tập á, các bạn đừng quan tâm quá nhiều tới cái việc các bạn đang nói đúng hay nói sai. Thật ra bản thân tôi cũng sai hoài à. Nhưng mà càng luyện tập nhiều thì tôi càng đúng. Vậy thôi. Còn cái cách thứ hai mà tôi dùng, đó là tôi sử dụng cái app HelloTalk nha. Ở trên cái app này thì nó có khá là nhiều cái tính năng hay để cho các bạn có thể luyện tập tiếng Anh của các bạn, thậm chí là cùng với người bản ngữ luôn. Thì cái app này tôi đã có nguyên một cái video dành riêng cho nó rồi. Đó là cái video app thực hành tiếng Anh hay lắm, cộng miễn phí luôn. Các bạn có thể xem cái video đó cũng tại cái đường link mà tôi giới thiệu ở ngay đầu video luôn đó. blog.60sfire.com/tổng hợp TA ha. Và một cái cách tiếp theo nữa cũng là một cái app luôn. Nhưng mà cái app này có thể là nó không hợp với một số người, bởi vì nó là một cái app trả phí ha. Nhưng mà thực sự nó rất hay, bởi vì nó cho phép bạn nói chuyện trực tiếp qua lại với người bản ngữ thông qua cái tính năng gọi video. Bởi vì cái app này là một cái app trả phí cho nên tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa. Và nếu bạn thực sự muốn tải cái app đó về thì tất cả những gì tôi có thể giúp cho bạn chỉ đơn giản là hỗ trợ cho bạn sơ sơ về mặt kỹ thuật, làm sao để tải được cái app đó cũng như là cài đặt được cái app đó, chỉ như vậy thôi ha. Và để nhận được cái sự hỗ trợ đó, bạn có thể truy cập vô cái bài viết mà tôi nói đi nói lại nãy giờ đó, cái đường link blog.60sfire.com sheet tổng hợp TE. Những cái thông tin quan trọng gì ở trong cái video này tôi đề cập tới ở trong cái bài viết đó đều có hết. Rồi, cái cách cuối cùng mà tôi dùng để luyện tập tiếng Anh đó chỉ đơn giản, đó là đi ra những cái công viên hoặc là những cái phố Tây, kiếm người bản ngữ và luyện tập nói tiếng Anh với họ vậy thôi. Thôi xong, không còn gì để chia sẻ nữa rồi. Ok, that's it. Thanks for watching.